không đến trao sa cho Hoa hậu Thanh Thủy, Á hậu Phương Nhi ở nhà gửi tâm thư. Chiều ngày 8 tháng 10, lễ trao sa Miss International Việt Nam 2024 chính thức được diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh. Huỳnh Thị Thanh Thủy chính là hoa hậu đầu tiên trong lịch sử được cắt cử đến Nhật Bản thi Miss International. Theo thông lệ, tiền nhiệm Nguyễn Phương Nhi sẽ là đại diện trao sa cho Miss International Việt Nam 2024. Tuy nhiên, lần này nghi thức trao sa được Giám đốc Quốc gia Miss International Việt Nam thực hiện. Mặc dù không xuất hiện tại buổi trao sa cho Hoa hậu Thanh Thủy, Á hậu Phương Nhi cũng có gửi một tâm thư viết trên story trang cá nhân. Nàng Á hậu viết, năm ngoái, khi đứng ở vị trí ấy, Nhi cũng rất bồi hồi và tràn đầy hy vọng. Hôm nay khi theo dõi Thủy qua màn hình nhỏ, Nhi cũng đoán rằng Thủy cũng đang trải qua những cảm xúc mãnh liệt ấy. Nếu trong hành trình này, Thủy cần bất kỳ sự hỗ trợ nào hay có thắc mắc về cuộc thi, hãy nhớ rằng tôi luôn ở đây, sẵn sàng chia sẻ những điều mình biết với Thủy. Chúc Thủy thật nhiều may mắn và tự tin tỏa sáng. Việc Á hậu Phương Nhi vắng mặt tại lễ trao sa cho người kế nhiệm đã nhận về hai luồng ý kiến. Có người cho rằng Á hậu Phương Nhi vướng lịch học tại Hà Nội. Một số khác nghi hoặc việc nàng hậu đã rời khỏi làng giải trí, không còn thuộc quản lý của công ty Sen Vàng nên không xuất hiện trước báo giới truyền thông.